Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các tổ chức chính trị xã hội và Hội Chữ thập đỏ tỉnh giai đoạn 2016-2020. Phỏng vấn lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh về việc đón người lao động từ tỉnh Bắc Giang tạm thời trở về địa phương. Tổng thống Mỹ có mặt tại Geneva, Thụy Sĩ để tham dự cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Nga. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 6, Ban chỉ đạo chương trình phối hợp hoạt động tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các tổ chức chính trị xã hội và Hội Chữ thập đỏ tỉnh giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tới dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình phối hợp hoạt động tỉnh chủ trì hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong 5 năm qua, Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phối hợp hoạt động luôn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận trong thời kỳ mới, bám sát mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, 11 cuộc diễn tập cấp huyện, thành phố, 217 trên 210 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, phường, thị trấn, phối hợp với các địa phương hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm. Công tác phối hợp thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội được chú trọng thực hiện thông qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tổ chức tìm kiếm, cất bốc và quy tập 23 bộ hài cốt liệt sĩ, thăm hỏi tặng quà công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình người có công với cách mạng. Tuy nhiên, việc cụ thể hóa chương trình phối hợp hoạt động thành kế hoạch thực hiện hàng năm theo chức năng nhiệm vụ của từng ngành, từng cơ quan địa phương có mặt còn hạn chế. Việc tham mưu đề xuất lựa chọn nội dung phối hợp hoạt động và triển khai thực hiện có thời điểm chưa cụ thể, chưa sát với tình hình thực tiễn. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan đơn vị thành viên Ban chỉ đạo cần khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra tại hội nghị này, đồng thời tập trung thực hiện phương hướng nhiệm vụ cụ thể đã được Ban chỉ đạo đề ra trong giai đoạn 2021-2025 với các nhiệm vụ trọng tâm. Tiếp tục bám chặt vào những nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, thông báo của Đảng, nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ 7 cũng như đường lối chính sách rồi nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ để ta tiếp tục xây dựng tỉnh Hòa Bình nói chung và các quân sự tỉnh nói riêng và phong trào bảo vệ lực lượng vũ trang của tỉnh cũng như là các tổ chức hội ta sao vững mạnh, đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả chương trình phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các tổ chức chính trị xã hội, làm tốt công tác vận động quần chúng, phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững mạnh, bám sát và thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 3, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 để kịp thời cụ thể hóa vào mục tiêu, nhiệm vụ của các ngành, của các hội. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ đạo các cơ quan đơn vị thành viên Ban chỉ đạo cần phối hợp nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, phòng chống có hiệu quả thiên tai, thảm họa và dịch COVID-19, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ công tác dân vận ở cơ sở. Ngay sau hội nghị đã diễn ra ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các tổ chức chính trị xã hội và Hội Chữ thập đỏ tỉnh giai đoạn 2021-2025. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an toàn cho người lao động, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng cũng như giúp công tác chăm lo đời sống cho người lao động trong các vùng cách ly xã hội được tốt hơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã triển khai kế hoạch đưa người lao động của các tỉnh thành phố từ tỉnh Bắc Giang tạm thời trở về địa phương nơi thường trú. Để việc bàn giao người lao động về tỉnh diễn ra nhanh chóng, đảm bảo an toàn diễn ra vào ngày 17 tháng 6, ngành chức năng đã có phương án như thế nào? Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với bà Quách Thị Kiều, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa bà, là việc tiếp nhận người lao động từ vùng dịch Bắc Giang về thì có ý nghĩa như thế nào trong cái việc đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch cũng như là công tác đảm bảo an sinh xã hội ở trên địa bàn tỉnh? Công tác đón người lao động của tỉnh Hòa Bình từ Bắc Giang trở về địa phương thì xác định là một cái nhiệm vụ quan trọng
mà cấp ủy chính quyền rất là quan tâm. Và đặc biệt trong cái bối cảnh dịch COVID-19 thì vẫn diễn biến phức tạp, hết sức phức tạp. Và một cái điều nữa là cũng giúp cho tỉnh Bắc Giang giảm bớt những cái khó khăn, vừa phải đảm bảo công tác phòng chống dịch, lại vừa phải đảm bảo công tác hậu cần, phục vụ cho hàng vạn người lao động chưa được các cái doanh nghiệp bố trí trở lại làm việc. Thưa bà, là hiện nay thì cái việc chuẩn bị cho công tác tiếp nhận người lao động về tỉnh đã được các ban ngành liên quan phối hợp thực hiện với các cái điều kiện cần thiết gì để đảm bảo an toàn? Chuẩn bị chi tiết các cái điều kiện về cơ sở vật chất, rồi địa điểm, rồi kể cả các cái trang thiết bị về y tế để phục vụ cho cái công tác phòng chống dịch và cái công tác đảm bảo an toàn giao thông trong suốt cái quá trình tiếp nhận người lao động. Từ khi mà cái đoàn xe của tỉnh Bắc Giang bắt đầu đến địa phận của tỉnh Hòa Bình thì công an tỉnh sẽ đảm bảo lưu thông an toàn về mọi mặt để cho đoàn xe lưu thông đến cái địa điểm để bàn giao người lao động. Vậy công tác chăm lo đời sống cho người lao động từ vùng dịch về sẽ được thực hiện như thế nào trong thời gian tới thưa bà? Đối với người lao động thì sẽ tự cách ly ở nhà, theo dõi sức khỏe trong 7 ngày. Về phía Sở Lao động thì tiếp tục chỉ đạo các cái đơn vị như là Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Phòng Việc làm An toàn Lao động sẽ có cái kết nối với Trung tâm Dịch vụ Việc làm ở trong nước và các tỉnh để hỗ trợ cho người lao động sớm mà trở lại thị trường lao động. Thế và hướng dẫn người lao động nếu mà có cái hợp đồng lao động, có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của doanh nghiệp và thực hiện cái việc đăng ký làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định. Thế thì đối với ngành lao động thì Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì đang nghiên cứu để đề xuất chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Và sau khi có cái chính sách thì các cái căn cứ và các quy định cụ thể thì chúng tôi sẽ có cái triển khai ngay cái việc hỗ trợ cho lao động. Vâng, xin cảm ơn bà về cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Theo thông tư số 02 năm 2021 của Bộ Nội vụ, từ ngày 1 tháng 8 năm 2021, chính thức bãi bỏ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ về chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học của công chức chuyên ngành hành chính, công chức chuyên ngành văn thư. Nhưng hai loại công chức này phải có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương với yêu cầu của vị trí việc làm. Thông tư 02 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 8 năm 2021. Việc bỏ quy định yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ tin học là cần thiết vì quy định này không còn phù hợp. Hiện nay thì các cơ sở đào tạo đã có quy định về chuẩn đầu ra phải đạt trình độ ngoại ngữ tin học theo các cấp độ tương ứng. Trong thực tế thì vẫn còn sự trùng lặp về nội dung, chương trình bồi dưỡng đối với đội ngũ giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Việc bỏ quy định bắt buộc về chứng chỉ ngoại ngữ tin học trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức cũng đang được đề nghị xem xét. Thực hiện quyết định số 49 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, qua thống kê huyện Tân Lạc có khoảng 1.800 đối tượng. Đến nay thì huyện đã chi trả được 7 đợt cho trên 1.400 đối tượng với tổng số tiền là trên 2 tỷ đồng, trong đó đang chi trả đợt 7 cho 75 đối tượng ở 5 xã trên địa bàn. Việc chi trả trợ cấp một lần cho các đối tượng theo quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và quân đội đối với những đóng góp của các dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến, cũng như chăm lo tốt hơn đời sống và đảm bảo công tác an sinh xã hội tại địa phương. Đặc biệt sau đợt chi trả lần này, huyện Tân Lạc sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng để nhân dân nắm được chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng thời ra soát hoàn thiện hồ sơ đối với các trường hợp đủ điều kiện để đề nghị cấp trên xem xét, qua đó đảm bảo đúng thủ tục, nguyên tắc và đúng đối tượng được thụ hưởng. Ngày 14 tháng 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội thi cán bộ đoàn giỏi năm 2021 với chủ đề Người thủ lĩnh năng động trí tuệ xung kích sáng tạo.
Tham gia hội thi có 14 thí sinh là bí thư đoàn cơ sở, bí thư chi đoàn đến từ các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại hội thi, các thí sinh thực hiện các phần thi, kiến thức thực hành, báo cáo chuyên đề, ra chương trình hành động tháng và năng khiếu. Thông qua hội thi đã có nhiều ý tưởng hay, nét mới và có bản sắc riêng, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị và tâm lý tuổi trẻ, kết hợp giữa thuyết trình với dùng hình ảnh để minh họa cho nội dung. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, hình thức tuyên truyền phong phú hiệu quả, các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, điều lệ đoàn, hiểu biết về công tác đoàn và phong trào thanh niên, là dịp để các đoàn viên thanh niên giao lưu học hỏi và phổ biến kinh nghiệm về hoạt động công tác đoàn. Trên cơ sở kết quả hội thi, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lựa chọn những cán bộ đoàn tiêu biểu, tiếp tục bồi dưỡng chuẩn bị tham gia hội thi cấp quân khu thời gian tới. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Hòa Bình, tháng 6 và tháng 7 sẽ là thời điểm nắng nóng nhất trong năm. Theo dự báo, nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục trong 4 đến 6 ngày tới, với nhiệt độ trung bình tại thành phố Hòa Bình cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp phổ biến từ 45 đến 60%, thời gian có nhiệt độ trên 37 độ C trong khoảng từ 11 đến 18 giờ hàng ngày. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao, nắng và nóng. Người dân nên hạn chế ra đường khi không có việc cần thiết. Tuy nhiên, với những người mà công việc bắt buộc phải ở ngoài trời, thì những ngày nắng nóng như thế này nên trang bị cho mình mũ, áo chống nắng loại dày để hạn chế tác động trực tiếp của nắng nóng gây ra và bổ sung thật nhiều nước cho cơ thể. Phần tiếp theo của chương trình thời sự hôm nay, xăng dầu tăng giá ảnh hưởng đến đời sống của người dân và doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19. Huyện Yên Thủy tập trung huy động các nguồn lực thực hiện xây dựng nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2021 đến nay, giá xăng dầu có 10 lần điều chỉnh theo chu kỳ, trong đó có tới 7 lần tăng liên tiếp và hiện đang ở mức cao nhất trong gần một năm qua. Việc xăng dầu tăng giá đã có những tác động không nhỏ tới đời sống của người dân và doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn. Thời điểm này, khi mà dịch COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp, mặc dù các tuyến xe khách liên tỉnh, nội tỉnh đã được hoạt động trở lại, nhưng lượng khách có nhu cầu di chuyển không nhiều. Hoạt động kinh doanh vận tải cầm chừng cộng với chi phí nguyên liệu, giá xăng dầu tăng đã khiến không ít doanh nghiệp gặp khó khăn. Trong khi đó, ngành nghề này lại có chi phí xăng dầu chiếm phần lớn trong tổng chi phí kinh doanh. Mặc dù là sau giãn cách thì cái lượng khách đi lại sẽ cũng không có. Đậu chỉ biết là động viên tinh thần là mọi người cùng cố lên thôi. Ngoài ra là một cái khó khăn nữa là mặc dù là vấn đề dịch nhưng mà giá xăng dầu lại lên. Thậm chí là hiện tại bây giờ đã lên đến thêm hơn 1.000 đồng nữa. Cho nên là thật sự ra nói là cũng chỉ biết rằng là cùng với mọi người là viết đơn kiến nghị lên các cơ quan ban ngành để hỗ trợ cho các anh em, các thành viên trong hợp tác xã được hoạt động nó đỡ bớt phần vất vả. Ngày 11 tháng 6 năm 2021, Bộ Công Thương đã ban hành công văn số 3382 về việc điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo đó, từ 15 giờ ngày 11 tháng 6, giá bán các mặt hàng xăng dầu đã được điều chỉnh. Xăng E5 RON 92 không cao hơn 19.048 đồng một lít, xăng RON 95 không cao hơn 20.164 đồng một lít. Như vậy là giá xăng E5 RON 92 và xăng RON 95 trong nước đã tăng trở lại và đạt mức giá cao nhất kể từ ngày 14 tháng 2 năm 2020. Cụ thể, trong vòng 7 tháng qua, tính từ ngày 11 tháng 11 năm 2020, giá xăng E5 RON 92 đã tăng tổng cộng 5.163 đồng một lít, xăng RON 95 tăng 5.463 đồng một lít. Ngoài ra, giá các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh tăng tương đối mạnh. Trong thời điểm dịch COVID-19, hoạt động sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn như hiện nay, việc tăng giá xăng dầu đã tác động không nhỏ tới đời sống của người dân và doanh nghiệp, dẫn tới việc phát sinh thêm chi phí, ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận trong kinh doanh, cũng như việc đảm bảo đời sống thu nhập cho người lao động. Đặc biệt ở thời điểm này, nhiều doanh nghiệp vận tải cũng đang ở thế khó trong việc duy trì hoạt động kinh doanh. Giá xăng vẫn tiếp tục tăng như này thì ảnh hưởng rất nhiều đến cái đời sống của người dân lao động. Chi phí nguyên liệu mà tăng ấy thì
các cái cơ sở sản xuất của họ là cái tăng này rất ảnh hưởng rất là lớn. Mà những cái hộ mà kinh doanh buôn bán họ phải sử dụng về vận chuyển nhiều thì ảnh hưởng rất là nhiều. Việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu được thực hiện theo chu kỳ 15 ngày một lần theo Liên Bộ Tài chính Công Thương quyết định. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, người dân doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vận tải mong muốn giá xăng dầu luôn giữ ở mức thấp để hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như cuộc sống của người dân bớt gánh nặng chi phí. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã mang lại sức sống mới cho vùng đất Yên Thủy. Các công trình quy mô được đầu tư xây dựng khang trang, nhiều mô hình kinh tế mang lại thu nhập hàng tỷ đồng. Đến nay, huyện Yên Thủy đã có 5 trên 10 xã đạt 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Đây là nền tảng vững chắc, là động lực để Yên Thủy xây dựng huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Phản ánh của phóng viên thời sự. Là xã vùng 1-3 năm, xuất phát điểm thấp, cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn. Nhờ những nỗ lực cùng cách làm phù hợp, đến nay xã Lạc Lương, huyện Yên Thủy đã đạt được 16 trên 19 tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn nơi đây đã có nhiều đổi thay, đời sống vật chất ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 15,24%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đã đạt 24,8 triệu đồng một người một năm. Hiện tại xã còn 3 tiêu chí chưa hoàn thành, gồm thu nhập, cơ sở vật chất, văn hóa và hộ nghèo. Để hoàn thành các tiêu chí trên, xã đã đưa ra các giải pháp phù hợp. Năm nay thì đối với xã Lạc Lương là phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới trong một trong cái năm xã là hiện nay trên địa bàn huyện Yên Thủy. Thì hiện nay thì cái giải pháp trong thời gian tới thì trước mắt thì ngay từ đầu năm thì Đảng ủy cũng đã ban hành cái kế hoạch để tổ chức là triển khai đến cán bộ và nhân dân, tổ chức cái hội nghị và xây dựng cái kế hoạch lồng ghép để có cái đề xuất để các chương trình mục tiêu quốc gia là những cái nguồn vốn để năm 2021 thì xã thì về đích nông thôn mới. Đến thời điểm hiện tại, huyện Yên Thủy có 5 trên 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 50% số xã. Bình quân tiêu chí nông thôn mới toàn huyện đạt 16,5 tiêu chí một xã, cao hơn 1,1 tiêu chí so với mức bình quân chung của tỉnh, không có xã đạt dưới 10 tiêu chí. Toàn huyện có 9 khu dân cư kiểu mẫu, 42 vườn mẫu, thu nhập bình quân đầu người đạt 41,2 triệu đồng một người một năm. Kết quả trên cho thấy sự chỉ đạo đúng đắn, linh hoạt của cấp ủy chính quyền để khơi sức dân, tạo khối đoàn kết vững chắc trong xây dựng nông thôn mới. Thì bà con rất chi là đồng tình hưởng ứng về cái chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Một số tiêu chí mà nó còn yếu thì sẽ bổ sung vào để làm cho nó bền vững. Hiện nay là còn một số cái về cái cơ sở hạ tầng. Đấy, là ví dụ còn một số xóm là cái đường liên xóm và đường ngõ xóm. Hiện nay chúng tôi tập trung vào cái giao thông nông thôn để hoàn thiện theo cái tiêu chí của nông thôn mới nâng cao. Cái thứ hai nữa là về vấn đề là thu nhập. Thu nhập là một cái vấn đề khó khăn nhất trong vấn đề trên địa bàn xã Long Thịnh. Hiện nay là chúng tôi tập trung để làm sao là cũng chỉ đạo hướng dẫn bà con nhân dân để làm sao để phát triển cái sản xuất. Huyện Yên Thủy cũng đã đề xuất với tỉnh kịp thời có những cơ chế chính sách hỗ trợ cho xã về đích nông thôn mới năm 2021 để sớm hoàn thành các mục tiêu của chương trình, đồng thời chỉ đạo các xã tiếp tục nâng cao các tiêu chí đối với những xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, quan tâm xây dựng và phát triển chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp, phát huy sức mạnh của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực, tạo cảnh quan môi trường sống xanh sạch đẹp. Tiếp theo là một số thông tin quốc tế. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa có mặt tại Geneva, Thụy Sĩ để tham dự cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Giới truyền thông quốc tế cho rằng hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về một loạt vấn đề, trong đó có mã độc tống tiền, nhân quyền và các lĩnh vực hợp tác tiềm năng khác. Theo các quan chức cấp cao Mỹ, hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ kéo dài từ 4 đến 5 tiếng, thậm chí là có thể lâu hơn. Cả hai sẽ được Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin chào đón trước khi chụp ảnh chung. Tại phiên họp đầu tiên, dự kiến sẽ có sự tham dự của lãnh đạo hai nước cùng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. Tiếp theo là hội nghị thượng đỉnh mở rộng và các cuộc họp báo riêng biệt. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ không dùng bữa chung.
Các hãng truyền thông cho rằng hai nhà lãnh đạo có thể sẽ thảo luận về an ninh mạng, nhân quyền và các lĩnh vực hợp tác tiềm năng. Tổng thống Biden cho biết sẽ thể hiện rõ quan điểm rằng hai bên có thể hợp tác trong một số lĩnh vực nếu như người đồng cấp Nga cũng muốn vậy, còn ngược lại Mỹ sẽ đáp trả. Mỹ và Liên minh châu Âu vừa đạt được thỏa thuận nhằm giải quyết những bất đồng kéo dài 17 năm qua về các khoản trợ cấp cho hai hãng máy bay Boeing và Airbus. Theo đó, EU và Mỹ đã nhất trí tiếp tục tạm ngừng áp thuế trả đũa lẫn nhau về vấn đề này trong 5 năm tới. Cả hai bên sẽ dỡ bỏ thuế đối với các mặt hàng thực phẩm trị giá 11 tỷ đô la Mỹ, bao gồm rượu vang, format và máy kéo trong 5 năm tới. Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Brussels, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng thỏa thuận này mở ra một chương mới trong mối quan hệ giữa Mỹ và EU, thay vì kiện tụng hai bên sẽ chuyển sang hợp tác về máy bay. Quân đội Israel vừa xác nhận đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào các tổ hợp vũ trang của phong trào Hamas ở dải Gaza. Đây là cuộc không kích đầu tiên kể từ khi Israel và Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn từ tháng trước. Quân đội Israel cho biết vụ tấn công là phản ứng của nước này sau vụ thả bóng bay gây hàng chục vụ cháy trên các cánh đồng ở miền nam Israel. Họ cho rằng phong trào Hamas phải chịu trách nhiệm về những gì xảy ra ở Gaza. Quân đội Israel tuyên bố đã sẵn sàng cho tất cả các kịch bản, bao gồm cả một cuộc giao tranh mới. Hiện chưa có báo cáo về bất kỳ trường hợp thương vong nào liên quan đến vụ không kích nói trên. Vụ việc diễn ra sau khi nhóm cực hữu và những người theo chủ nghĩa dân tộc tại Israel tổ chức tuần hành hàng năm để kỷ niệm sự kiện Israel sáp nhập Đông Jerusalem, động thái không được cộng đồng quốc tế công nhận. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa cho biết biến thể virus SARS-CoV-2 có tên là Delta được phát hiện lần đầu ở Ấn Độ, hiện đã xuất hiện ở 80 quốc gia, vùng lãnh thổ và khu vực. Theo WHO, tính đến ngày 15 tháng 6, số quốc gia, vùng lãnh thổ và khu vực ghi nhận các trường hợp liên quan đến biến thể Delta đã tăng thêm 6 so với một tuần trước đó. Trong khi đó, số quốc gia, vùng lãnh thổ và khu vực ghi nhận các trường hợp liên quan đến biến thể Alpha được phát hiện lần đầu ở Anh đã tăng thêm 3 so với một tuần trước. Con số liên quan đến biến thể Beta được xác nhận lần đầu tiên ở Nam Phi không thay đổi, còn biến thể Gamma được phát hiện ở Brazil tăng thêm 4. WHO cho biết, trong khi các trường hợp mắc mới và tử vong trên thế giới tiếp tục có xu hướng giảm, nhiều quốc gia đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận với vaccine. WHO kêu gọi hợp tác đẩy nhanh việc triển khai vaccine trên toàn thế giới, vì tỷ lệ tử vong trên toàn cầu vẫn ở mức cao với hơn 10.000 trường hợp tử vong được ghi nhận mỗi ngày. Số ca tử vong do dịch COVID-19 tại Mỹ vừa vượt qua mốc mới với hơn 600.000 trường hợp, trong khi đó nhiều quốc gia khác cũng đang chứng kiến đợt bùng phát mới của dịch bệnh, mặc dù chiến dịch tiêm chủng vẫn đang được tiến hành trên toàn cầu. Theo số liệu mới nhất từ Đại học Johns Hopkins, số bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi tại Mỹ đã vượt 600.000 người kể từ khi đại dịch bắt đầu xuất hiện tại nước này. Số ca tử vong chỉ tính riêng ở Mỹ đã chiếm hơn 15% tổng số ca tử vong trên toàn thế giới. Số người thiệt mạng vì COVID-19 ở Mỹ hiện tại đang gần bằng tổng số người thiệt mạng tại nước này do đại dịch cúm năm 1918. Tại Anh, mặc dù hơn 57% số người trưởng thành đã được tiêm chủng đầy đủ, Anh vẫn đang chứng kiến số ca mắc mới tăng trở lại. Trong ngày 15 tháng 6, Anh ghi nhận 7.673 ca nhiễm mới. Anh đã kéo dài thời gian phong tỏa tới ngày 19 tháng 7 để hoàn thành tiêm chủng cho người dân. Trong 24 giờ qua, Brazil ghi nhận hơn 40.000 trường hợp mắc mới. Quốc gia này cũng đang chứng kiến số ca tử vong vì COVID-19 gia tăng. Theo các chuyên gia y tế, Brazil dự kiến sẽ ghi nhận từ 12 đến 16.000 trường hợp tử vong trong tuần này. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể theo dõi trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.